Trước kia mình từng nghe người ta nói chó là một loài động vật rất trung thành. Mình cũng từng nghi hoặc về điều này. Nhưng mà tới khi nuôi một chú chó rồi, mình mới cảm giác thật sự là như vậy. Trong clip này, Choco đang ngồi đợi anh của mình. Anh mình là chủ của Choco. Lúc này anh đi vắng, đi công tác. Thì Choco sau khi thấy anh đi thì cứ nằm như vậy đợi anh về. Phát đi rồi, vô nhà đi. Vô đây nè. Tính nằm đây luôn hả? Này. Đi vô nhà. Trời ơi. Vô nhà đi con, phát đi rồi. Đi rồi. Trời ơi. Nè, vô nhà chơi nè. Đi vô nhà chơi nè. Chúc cô. Nó nghĩ ngó ngàng tới em luôn rồi. Nè. Nè. Đi vô nhà nè. Chúc cô. Cái mập. Vô nhà cái mập. Đây. Đi vô nhà. Đi vô nhà. Đi vô nhà đi. Ánh mắt buồn xoa. Đôi mắt cau buồn hiu. Cái đít quá bự rồi. Nó ngồi nó nhìn ra cửa. Thôi mà. Đừng buồn mà. Đi kiếm ông đệ rồi. Thôi mà. Ôm cái bé. Ôm cái. Ôm đây. Buồn thiệt luôn á trời. Nhìn nó kìa. Trời ơi. Ngủ quá. Ngủ thì có. Đâu. Nè. Nó buồn á. Nó không phải buồn ngủ đâu. Nó buồn hiu luôn á. Mấy nó không có phản ứng không? Nó phim buồn đó hả? Hả? Con nó ra. Đi về trời Vinh ở đi.